Luật cặc cu, luật cặc cu, ta nói là nói theo cái tiếng tiến sĩ Bùi Hiền á, theo ngôn ngữ tiếng Việt mới của thằng trẻ đó, chứ thiệt ra tên của nó là luật đặc khu. Ta nói cái luật cặc cu quần què này nè, nó đang sắp sửa được mấy ông mấy bà trong quốc hội ta thông qua. Vậy luật cặc cu là cái luật chó gì mà lại khiến dân tình ta quan mang hồ quỳnh hương hổm na dữ vợ Thứ nhất ta nói ở đây các đồng chí lãnh đạo đảng ta đang dùng phương pháp chơi chữ Đặc khu, đặc khu để làm chi? Để gây rối rắm khó hiểu, hòng đánh lừa dân cu ngu đen chúng ta Bởi vì sao? Bởi vì dân chúng ta là dân cu ngu đen mà Mình nghe rắc rối quá, khó hiểu quá thì mình sẽ cho qua Chứ không lẽ bây giờ các đồng chí đảng ta nói thẳng mẹ nó ra là muốn bàn giao nước ta cho Trung Cộng Muốn sát nhập nước ta với Trung Cộng, phải không? Thì dân tình người ta sẽ dùng lên, người ta sẽ biểu tình người ta sẽ bạo động chết mẹ không thành thử ra phải nói cho nó bí ẩn cho nó mập mờ đặc khu đặc khu nghe không nhưng mà bây giờ á mình sẽ nói quạch tẹt ra theo ngôn ngữ của tiến sĩ bùi hiền đi ha cho nó bình dân cho nó dễ hiểu cho dân tình người ta dễ nghe là cái luật cặt cu đi hen bởi vì sao bởi vì cái luật này nè bà mày á nó, nó khốn nạn y như cái tên gọi của nó vậy đó cặt cu luật cặt cu trở lại cái vấn đề chính của cái luật cặt cu này thì cái luật quần què này nè mẹ nó cái nội dung chính của nó là các đồng chí lãnh đạo đảng ta đồng ý cho trung cộng được mướn đất của việt nam mình trong vòng 99 năm hen mẹ nghe hú hồn gì không mẹ ta nói là một người việt nam xanh ghe tại việt nam chảy trong người dòng máu việt nam Tao trang lê Tức bà ngoại xì tin Tao đéo có đồng ý cái luật cặt cu Quần què này được quốc hội thông qua nha không Tức là tao đéo đồng ý Giao nước Việt Nam của tụi tao Cho tụi chó Trung Quốc hơi mướn ráo trọi gì hết nha không Còn bà con trên mạng Ai cũng đéo đồng ý cái luật cặt cu Quần què này giống như tôi Xin vui lòng Share video clip đi bà con Bởi vì sao mà chúng ta phải phản đối cái luật cặt cu quần què này Ủa mày nó Cho tụi Trung Quốc vô nó mướn 99 năm trời Rồi lúc đó cái đứa nào trong cái đám lãnh đạo chó tụi bay còn sống đi đi đòi Hả Mẹ cho nó mướn đất 99 năm Rồi tới lúc nó đẻ con cháu chút chắc chích đầy đàn ra Rồi lúc đó tụi bay nhắm tụi bay đuổi nó ra khỏi nước Việt Nam mình được không Hả Lúc đó tụi bay còn sống tụi bay bướng nó đi không Hả cho tụi nó mướn đất 99 năm rồi tiền cho mướn đất về túi của thằng nào con nào hả cái này mới là quan trọng này nha mẹ tao nói thằng nào thằng chó đẻ nào cầm tiền hả thằng chó đẻ nào bán nước cầm tiền cho mướn đất mà bắt dân tộc của tao con tao cháu tao phải làm nô lệ cho trung cộng nói nghe coi chứ tao nói dân việt nam tụi ta là đéo có cần những cái đồng tiền bán nước hôi tanh đó rồi đó nha hôm vậy thằng chó con chó nào dám tự cho mình cái thẩm quyền mà được đại diện cho hơn 90 triệu người dân Việt Nam để đem cái tổ quốc này ra mà cầm cố buôn bán hả mẹ ta nói từ đời cha ông chúng tao á mẹ xin lỗi phải dùng từ chúng tao để mà nói với chúng mày nghe không chúng tao ở đây là ai chúng tao ở đây là người dân Việt Nam còn chúng mày ở đây là cái lũ hán gian bán nước của tụi bay á cái lũ mà tao nói mà cổng rắn cắn gà nhà cái lũ mà ngay cả tổ quốc mà cũng muốn đem ra cầm cố buôn bán nữa ta tao nói từ đời cha ông chúng tao á là đã đổ biết bao nhiêu xương máu ra để bảo vệ cái tổ quốc này hen cái tổ quốc cho con cháu cái tổ quốc mà tụi bay á chúng mày á đang rao bán rao cầm cố như ngày hôm nay nè nghe không biết bao nhiêu tiền nhân ngã xuống biết bao nhiêu tiền nhân chấp nhận hy sinh chấp nhận đổ xương đổ máu xuống để bảo vệ cho cái quê hương việt nam này nè cho cái đất nước được gọi là ngàn năm lịch sử văn hiến này để bây giờ nó được quy đổi thành đô la thành vàng rồng chảy trong túi riêng của tụi bay đó nghe không ngày hôm nay chảy với túi chúng mày đó mẹ mấy con chó tàu nào á ta nói mẹ tụi bay mấy con chó nào à, biết à, hiểu tiếng việt á mẹ bơi hết vô đây nghe không nghe tao chửi một lần luôn cho mang nhục nè nghe không tụi bay Tụi bay á, mấy thằng chó tàu Mẹ tao bay có biết dân Việt Nam tụi tao ghét tụi bay như cái cứt không hả Tụi bay á Mẹ dở lịch sử tụi bay ra coi lại đi nha không Tụi bay có nhớ từ cái đời ông cố tổ cha của tụi bay á Là đã luôn luôn thua cha ông của tụi tao Bởi vì sao Bởi vì Việt Nam tụi tao nhỏ mà có vỏ nha không Tao nói từ đời ông cố tổ của chúng tao á là ông lý thường kỳ cái đã đánh cho đời ông cố tổ cha của tụi bay là cái thằng chó quách quỳ á ha nó chạy xúc quần què ôm đầu máu về tàu nhớ chưa bao nhiêu binh lính của tụi bay phơi thay bên dòng sông như nguyệt hồi xưa nhớ chưa đéo nhớ hả đéo nhớ thì lật lịch sử ra coi lại đi mấy con ta nói nhớ ngày ấy sau khi cha ông chúng tao là lý thường kỳ cái ông kỳ á ông quánh cho thằng quỳ chạy tuột quần què ôm đầu máu chạy ngược về tàu thì ông tổ kiệt của chúng ta đã quanh quanh liệt liệt mà xuất bản ra một bài thơ nổi tiếng khắp năm châu bốn bể Nam quốc sơn hà gian dội khắp nơi chúng bay có còn nhớ chăng? Thơ rằng Nam quốc sơn hà Nam đế cư tuyệt nhiên định phận tại thiên thư như hà nghịch lỗ lai xâm phạm nhữ đẳng hành khen thủ bại hư dịch rằng sông núi nước nam vua nam ở rành rành định phận tại sách trời cớ sao lũ giặc sang xâm phạm chúng bay sẽ bị đánh tơi bời có nghĩa là gì hiểu không Mày có nghĩa là nhà thằng nào thằng nấy ở đó nha mấy thằng chó đéo được xâm phạm nghe hôn mấy thằng quỷ mã cha mấy thằng tàu ta nói nước của tụi bay á nhà tụi bay á lớn chết mẹ luôn rồi mà sao tụi bay ăn cái quần què gì mà tụi bay tham dữ vậy tụi bay hả Mày tối ngày tụi bay có dòm ngó qua nước việt nam tụi tao hen bao nhiêu ngàn năm qua mà vẫn còn dòm ngó chưa đủ hay sao Mẹ tụi bay coi Việt Nam tụi tao như thể trốn vô chủ hả tụi bay Mẹ tao nói tụi bay nghe Việt Nam đéo vô chủ Việt Nam có chủ nhưng mà Việt Nam chỉ đang bị lãnh đạo bởi, bởi một cái đám tao nói vừa mọi rợ vừa ngu dốt Tham lam Sẵn sàng vì cái lợi vì cái khúc xương của tụi bay thải ra đó Mà nó đang tâm nó bán rẻ cả cái dân tộc Việt Nam này Chứ còn dân Việt Nam hả Đéo có hàng đó nha tụi bay Mẹ đập chết mày à tụi bay luôn chứ ở đó Mẹ tụi bay không nghe cái câu hả Việt Nam cởi rồng bay trong gió Trung Quốc cởi chó sủa gâu gâu Có nghĩa là tụi chó Trung Quốc của tụi bay á Không có cửa bằng người Việt Nam tụi tao đâu nha hôm Mẹ Việt Nam tụi tao là cởi rồng bay trong gió đó Còn tụi bay là tụi bay cũng cởi rồng Cởi rồng lộn đó nha hôm. Cởi chó cỏ đó Nghe chưa Mẹ mấy con chó lãnh đạo Việt Nam á Mẹ tụi bay ăn cái quần què à gì mà tụi bay ngu dữ vậy hả tụi bay mẹ tôi bay tôi nói ăn mấy cái đồng tiền bán nước dơ bản của tụi trung cộng rồi tôi bay ra đường con cháu tụi bay có ngóc cái đầu lên được chứ thiên hạ không hả tụi bay hả mẹ tụi bay lấy tiền bán nước tụi bay mua biệt phủ tụi bay mua siêu xe tụi bay cho con cái tụi bay đi du học ra nước ngoài mà tao nói ra đường con cái của tụi bay ấy, bị dân người ta chửi là con cái của cái quân bán nước trời ơi mẹ tao nói đổi biết bao nhiêu cái quần què trên đầu cho đỡ nhột mà tụi bay Bao nhiêu lần Bao nhiêu lần tụi Trung Cộng nó qua nó xâm chiếm nước mình Bao nhiêu lần biển mất đảo mất Bao nhiêu lần ngư dân của mình Bị tụi nó bắn chết Mà tụi bay là lãnh đạo Tụi bay đã làm được cái quần què gì Để bảo vệ cho nhân dân Đã làm được cái gì để bảo vệ cho tổ quốc này Hay tụi bay cũng chỉ biết ngồi hả mồm ra Sủa hai chữ quan ngại Mã cha tụi bay Mẹ sao tối ngày làm quan Mà ngại hoài hết tụi bay Hả mẹ làm quan mà ngại hoài đéo biết đéo biết nhục hả hả mẹ đi chích mày á tao bay hết đi nha không làm quan mà ngại hoài thì xuống mày á đi cho dân người ta lên nghe chưa quan ngại thôi chứ dân đéo ngại nghe chưa các con mẹ tới đó bây giờ tao bay cho tụi trung cộng thuê đất rồi chừng nào tụi bay đem đem luôn cái tổ quốc này tụi bay ra tụi bay dân hết cho nó luôn hả mẹ ông có nội cha tụi bay tối ngày tao nói ăn no rửng mỡ rồi họp quốc hội mẹ họp cái quần què gì mà tao nói toàn cho ra ba cái luật hại nước hại dân không hà mẹ tao nói vô họp quốc hội ngủ như mấy con heo vậy đó mẹ tốn tiền thuế của dân chết mẹ luôn hà rồi ra ba cái luật nhảm lòng mẹ tao nói cả cái thế giới này ai nấy cũng đều hiểu cái giả tâm khốn nạn của thằng trung cộng chỉ có cái đảng đội quần què của tụi bay là đéo muốn hiểu ừ. thôi à hen hãy tao nói tụi bay nghe nè trong cái cuộc đời này chẳng có ai muốn xảy ra chiến tranh cả chẳng ai muốn xương máu phải đổ ra cả nhưng nếu phải cần chiến tranh nếu phải cần hy sinh để bảo vệ tổ quốc phải cần hy sinh để bảo vệ bờ cõi của tổ tiên mình phải cần hy sinh để bảo vệ quê hương cho con cháu của mình thì cả dân tộc này Nhất định phải đứng lên để sống còn với kẻ thù Nếu như tổ tiên của chúng ta ngày xưa cũng chỉ biết mở miệng ra nói quan ngại Nếu như tổ tiên của mình hồi xưa Cũng sợ đổ xương, đổ máu Sợ hy sinh Thì làm gì còn có một cái Việt Nam như ngày hôm nay Cho tụi bay rao bán hả tụi bay Nói tụi bay ngay đời đời kiếp kiếp dân việt nam tụi tao á luôn ghi lòng tạc giả tụi tao luôn coi trung cộng là kẻ thù truyền kiếp của người việt nam bởi vì sao Hả? bởi vì tụi chó trung cộng á nó luôn luôn muốn dòm ngó thôn tính nước việt nam của mình bởi vì tụi chó trung cộng nó luôn luôn thù ghét và muốn bắt người việt nam của mình phải làm tôi mọi cho tụi nó tụi bay nghe rõ chưa dân Việt Nam tuổi tao thà chết dinh còn hơn sống nhục chứ bà mẹ nó sống cái kiểu này mẹ tao nói nhục chết mẹ luôn hà mẹ tao nói thà sống mấy một trận với kẻ thù đi hen còn hơn sau này con cháu của mình phải làm mọi cho tuổi chó trung cộng sau này khi mà thế hệ tuổi nhỏ bị khổ sai bị khinh bỉ bị chà đạp ngay trên chính quê hương của mình lúc đó tụi nó hỏi đời ông đời bà đã làm cái gì mà không ngăn chặn được cái luật cặt cu quần què hồi xưa để đời tụi con phải khổ như hôm nay Lúc đó tụi tao biết đội mồ ngồi dậy trả lời làm sao với con cháu đây. Hả cái quân bán nước kia. Nhớ. Một ngàn năm nô lệ giặt tàu quá đủ rồi nè một ngàn năm đô lệ giặc tàu một trăm năm đô hộ

Mẹ Việt Nam đã quá đau khổ rồi các con à. Cho nên mấy ông mấy bà lãnh đạo nhớ giùm một cái đi. Trước khi mà các ông các bà vô trong cái phòng ngồi họp quốc hội. Trước khi mà thò cái bàn tay nhám nhúa đen đúa lông lá của các ông các bà bấm cái nút cặt cu. Hãy nhớ rằng mình là người Việt Nam. Trải trong người của mình là cái dòng máu Việt Nam. Máu đỏ da vàng nè các ông các bà. Hãy nhớ rằng tổ quốc này chỉ có một thôi đừng để việt nam mất trên bản đồ thế giới đừng để người việt nam phải làm một dân tộc lưu vong ngay trên chính quê hương của mình nghe rõ chưa quân bán nước